Cây ốc chó có thể phân tán hạt giống nhờ các loài chim hay động vật gặm nhấm. Điều này có lẽ là do sự thích nghi nhanh chóng của chúng trong khu vực, nơi hàng triệu năm trước chúng đã từng bắt rễ đâm chồi. Cây ốc chó xuất hiện ở nước Pháp trong thời Đại Trung Sinh, khi những loài cây ra hoa bắt đầu xuất hiện và điều kiện khí hậu lý tưởng đã hình thành. Sau đó, nó phát triển mạnh mẽ trong khu vực này trong thời kỳ đệ tứ, nhưng nhanh chóng biến mất vào đầu thời kỳ băng giá. Cuối cùng, nó cố thủ ở vùng núi Ban Căng, đảo Crete và khu vực bao quanh Trung Quốc. Hóa thạch của phấn hoa đã được phát hiện và xác định ngày tháng, và ta thấy rằng chính những cư dân sống trong thời kỳ đồ đồng đã mang cây ốc chó trở lại đây. Vào thời điểm đó, khoảng từ 2500 đến 1500 trước công nguyên, con người đã thuần thục thuật luyện kim và đảm bảo nguồn thức ăn bằng việc gieo trồng theo mùa vụ. Không có gì ngạc nhiên khi họ nhập khẩu một giống cây giàu chất bổ dưỡng như cây ốc chó. Sự xuất hiện của loài cây này ở nước Pháp bắt đầu từ vùng núi Ban Căng qua khu vực xung quanh tỉnh Grenoble, nơi mà tính đến nay là khu vực sản xuất quả hạch đầu tiên ở nước Pháp. Giống như quả mơ và đào, quả của cây ốc chó là loại quả thịt có hạt. Phần thịt quả bên trong được bảo vệ bởi lớp vỏ ngoài màu xanh, mịn màng và chắc chắn. Nó bao bọc phần duy nhất ăn được của cây ốc chó, hạt. Vào tháng 9, quả ốc chó sẽ chín, chuyển sang màu nâu và mềm nhũn. Trước khi rơi xuống đất, nhả ra hạt ốc chó nặng hơn quanh gốc cây. Được bảo vệ bởi những đường rãnh nâu sáng và lớp vỏ như gỗ, hạt giống được tạo nên bởi hai hạt hạch nhiều dầu này sẽ vùi trong lòng đất và sinh ra những chồi cây mới. Tuy nhiên, chìm trong bóng tối dưới tán cây ốc chó mà nó vừa rời khỏi, bị giới hạn trong không gian chật hẹp, chồi cây sẽ không có cơ hội tồn tại. Đó là lý do vì sao những con sóc, quạ, chim rẻ cùi và thậm chí cả những con vịt tham lam đóng vai trò rất quan trọng. Chúng mang hạt ốc chó đi khắp nơi và thường làm rơi khi chưa kịp ăn. Cách phân tán này hoàn toàn phù hợp với cây ốc chó. Loài cây thích một không gian tách biệt hơn là cuộc sống trong bụi rậm. Mặc dù nó có thể dễ dàng đứng cạnh những cây sồi và cây tần bì, cây ốc chó không xuất hiện trong rừng. Hơn nữa, nó ngăn chặn các cây khác phát triển trong khu vực gần nó, bởi lá và vỏ cây ốc chó chứa một chất độc hại, chất Zaclen. Bị rửa trôi bởi nước mưa, độc tố này ngăn chặn sự nảy mầm của cây con, phá hỏng sự phát triển của cây cối mọc bên dưới, ngoại trừ cây dương xỉ. Vậy là cây ốc chó đã loại bỏ trước các đối thủ cạnh tranh của mình sau này.
Mặc dù không thực sự được chào đón, cây óc chó vẫn được con người vun trồng từ thời tiền sử. Hàng nghìn năm chung sống khiến cho con người trân trọng những ưu điểm của giống cây này. Hạt óc chó là biểu tượng của sự màu mỡ và phong phú vào thời kỳ cổ đại. Người La Mã đã phong cho cây óc chó cái tên Jacqueline, bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là quả hạch của thần Jupiter. Cây óc chó cũng được coi là cây của địa ngục và nữ thần âm phủ. Được bảo vệ rất cẩn thận, hạt óc chó đã trở thành biểu tượng tôn giáo trong các hôn lễ. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là hôn lễ sẽ được diễn ra dưới sự bảo trợ của thần Jupiter. Cặp vợ chồng mới cưới cũng bị ném những quả hạch vào người để đánh dấu sự kết giao của họ, bền vững như hai phần của hạt óc chó, mang lại sự bảo vệ và hòa hợp. Ở Provence và ở nước Ý, một truyền thuyết kể rằng ngày lễ Sa-bát của những phù thủy đã diễn ra dưới gốc cây óc chó khổng lồ, được cho là không bao giờ bị sấm sét chạm tới. Trong khi đó, ở vùng Périgord, những người đàn ông trẻ tuổi thường đem tặng vợ mình một quả hạch tí hon gọi là Lucacalu.